Dạ em xin mến chào đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family Channel của em. Và Ngọc mến chúc đại gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe nha. Thì bữa hôm nay em có một cái mẩu chuyện vui về cái chuyện của cái đó của người phụ nữ đó, là chuyện vớ mớp. Thì cái câu chuyện này tao nói có ba mẩu chuyện vui trong một cái clip này mà nó cười, tao nói muốn cười muốn bể bụng luôn. Thì câu chuyện nó như thế này, ta nói có một cái cặp đôi đó, một nam và một nữ. Thì ở trong cái làng thì đôi trai gái này là yêu nhau, yêu từ lâu lắm rồi. Cho nên là đôi khi là ban ngày ban mặt thì có người này người kia thì cũng khó tâm sự. Cho nên ban đêm thì hai anh chị này mới bắt đầu là đi tìm một cái góc ở dưới quê mà. Tìm một cái góc nào ở ngay cái bụi rơm để ngồi tâm sự. Thì mỗi lần tâm sự như vậy là xách theo cái đèn dầu đó, đèn dầu để nhìn thấy nhau, chứ ngoài bụi rơm tối thui lùi đâu có thấy mặt nhau đâu. Thì cái anh chàng này nè, ảnh yêu cái cô gái này lắm, cô gái này cũng rất là yêu cái anh chàng này, hai người yêu nhau say đắm mà đó, thành thử ra là tình cảm rất là mặn mà, rất là đậm sâu. Nhưng mà cái cô gái này thì cổ rất là đẹp đó. Thì cái anh chàng này á, là cái bữa hôm đó cái anh chàng này ảnh mới nhìn cô gái rồi ảnh mới hỏi chứ anh nói thiệt với em là bây giờ là tương lai là anh sẽ cưới em. Anh với em thương nhau lâu lắm rồi mà từ đó đến giờ là anh cũng rất là muốn là giống như là chưa bao giờ anh được chạm tay vào cái ngực á, cái ngực rồi cái để mà anh cảm giác được coi nó như thế nào đó. Tại vì trước sau gì thì mình cũng sẽ cưới nhau, cho nên em đừng có lo, đừng có sợ gì hết trơn á. Thì cái cô gái này cổ mới nghĩ chứ thì cái người này mình cũng yêu, mình cũng thương, thì thôi ảnh chạm rồi có đâu có sao đâu, có mất mát gì đâu, thôi để đi. Thì cái anh chàng này ảnh mới được cái sự cho phép của cô gái này, thì ảnh bắt đầu ảnh mới để cái tay lên, ảnh để tay lên cái ngực vậy nè, ảnh chạm vào thì ảnh cũng cảm giác cũng thích. Thì bắt đầu là người ta hay có câu nào là được nước làm tới á đó, được vôi đầu tiên. Thì cái anh chàng này ảnh đâu có dừng lại đây được, thì ảnh mới nói thôi á là kêu bằng là anh cũng có một cái ý kiến này, em thấy làm sao, là anh cũng thấy là như hai đứa mình thì trước sau sớm muộn gì cũng là vợ chồng thôi, ra duyên anh cưới em, cho nên là bây giờ anh chạm vào đây thì anh cũng thấy thích mà nó cũng cảm giác nữa, cho nên là anh cũng muốn là làm được nhìn thấy một lần coi làm sao, coi cái đó nó ra làm sao, với anh cũng muốn biết là cái của vợ anh á, sau này á là tương lai là em cũng là vợ anh, cho nên là anh cũng muốn nhìn thấy một lần để anh biết được nó như thế nào. Thì cái cô gái này cổ mới suy nghĩ, trời thì kệ đi, giờ ảnh xin nhìn, nãy anh chạm vào rồi thì giờ nhìn cũng đâu có sao đâu đó, thì thôi cái cô gái này cổ cũng nghĩ là sớm muộn gì cũng là chồng mình nè đó, cho nên là ảnh cái cô gái này cổ cũng chịu luôn. Cổ mới lấy cái đèn dầu á, thì lúc đó bây giờ hai người đang ngồi với nhau ở ngay cái bụi rơm á, thì có cái đèn dầu, thì cái cô gái này mới để cái đèn dầu xích lại gần. Thì bắt đầu là cái anh chàng này anh thấy sáng sáng rồi, thì anh mới nhìn vậy nè, thì anh mới nhìn vô cái khe, thì anh mới thấy là có ở bên trong á có một cái hình tròn tròn, hình của một người đàn ông. Thì cái anh chàng này anh hết hồn, anh giật mình. Thì cái cô gái này cũng mới giải thích, cô mới nói trời ơi, em nói thiệt với anh á, là cái này á là em chưa có bao giờ cho ai thấy, ba má của em cũng chưa có biết, tại vì ba má của em nếu mà biết cái chuyện mà em làm vậy á là ba má của em sẽ chắc nghiêm cấm cho em, và nhiều khi là la mắng, tại vì em thương cái người mà ở trong cái hình này nè, là hồi đó em với anh đó cũng thương nhau dữ lắm, nhưng mà không biết vì sao nó ảnh bị tai nạn ảnh mất, rồi em mới thương quá đi, em mới xăm hình ảnh là như mém hai đứa xém làm vợ chồng rồi, nhưng mà ảnh bị tai nạn ảnh mất, thành thử em thương quá em mới kêu người thợ xăm mình mới xăm bên ngực bên trái của em là có cái hình của cái người yêu cũ của em đó, thì mong em anh hiểu cho em, chứ bây giờ là hiện tại bây giờ là em chỉ thương một mình anh thôi à, anh đừng có nghĩ cái gì tội nghiệp em nha. Thì cái anh chàng này anh cũng suy nghĩ đó, thì anh cũng trầm tư đôi chút. Thì cô gái này cổ mới nói tiếp là em nói thiệt với anh là em rất là thương anh, cho nên là em sẵn sàng là coi như là anh cứ nói cái gì thì em cũng chịu, chứ đây là cái người đàn ông mà đầu tiên mà em thương, thì bây giờ nếu như mà anh không có thích á thì thôi bây giờ em xin phép em xăm cái hình anh
qua cái mặt của anh á, vô bình 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 cái ngực phải của em nè. Đó, để cho anh biết được là cái tấm lòng, cái trái tim của em là yêu anh lắm. Đó. Thì cái anh chàng này nói thôi thôi. Ủa, cái cô gái này nó ủa sao 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 thôi vậy anh? Trời ơi, em thương anh thì em xăm hình anh bên phải mà sao anh không chịu? Bộ anh ghen với cái anh chàng bên đây hả? Bộ anh sợ là cái tình yêu của em dành cho cái anh này nhiều hơn hả? Không có đâu. Ảnh mất lâu rồi, em là em giờ em chỉ thương có mình anh thôi. Đó, anh sẽ là chồng tương lai của em. Thì cái anh chàng nói không phải. Anh không phải anh ghen với cái anh này. Mà anh sợ là sau này á, rồi cái này nè, nó dài xuống dưới đây rồi lúc đó đó cái mặt của anh tự nhiên á, mới ban đầu nó tròn nhìn tự nhiên cái nó dài xuống dưới. Anh không muốn vậy đâu. Anh không muốn cái mặt anh nó xấu đâu. Cho nên là thôi thôi. Giống như anh nói là cái béo mướp vậy đó. Nó sẽ cái mặt của anh sẽ xấu theo cái hình phải không? Thì bắt đầu là anh từ chối, đó là cái đây là cái câu chuyện cười đầu tiên. Bây giờ Ngọc sẽ góp vui cho mọi người một cái câu chuyện thứ hai, đó về cái anh chàng dân tộc, cũng về vớ mớp luôn. Đó, thì có một cái anh chàng dân tộc này, anh có một cái cô vợ, thì lần đầu tiên lấy vợ đó. Thì sau giống như là sau bao nhiêu năm chung sống rồi thì cái anh chàng này ảnh cũng thích lắm. Nhìn hai cái bánh bao tròn tròn thì cái anh chàng này ảnh cũng thích nhìn, thì ảnh mới nhiều khi ảnh ngồi ảnh cứ nhìn, nhiều khi ảnh cũng rất là thích nhìn hai nhìn cái trái mớp véo mớp đó, thì nó vừa tròn tròn mà nó vừa trắng trắng, cho nên là nó vừa hồng hồng nữa, thành thử ra là ảnh cũng thích. Thì ảnh mới nói chứ là anh nói thiệt với em á, ảnh nói bằng tiếng dân tộc chứ không phải nói bằng tiếng Nam, bây giờ mình sẽ giả cái tiếng dân tộc ha, là để cho nó phù hợp với lại cái cách nói của anh chàng dân tộc này hơn. Ảnh mới nói vậy nè, tao nói thiệt với mày là tao rất là thích nhìn hai cái vâu mà nó vừa tròn tròn mà vừa trắng trắng, mà nó dễ thương làm sao, nó đẹp làm sao, nhưng mà tao lại rất là lo sợ. Thì cái cô vợ mới hỏi, mày sợ cái gì? Tao sợ một ngày nào đó cái con mày có con của tao đeo sau lưng, rồi làm sao mày cho con mày bu, cái đó nó dài xuống dưới đây, rồi bây giờ mày làm sao cho con bu, lúc đó mày phải lấy cái vô mếp mày đem ra làm sao, mày cột lại cho con mày bu hả? Cái anh chàng này anh lo lắng là không biết làm sao mấy mốt cái vớ mớp á nó dài tới rúng rồi làm sao mà cho con bú, cho nên là ảnh mới nói là phải cột ra làm sao. Ảnh lo lắng dễ sợ, lo kêu bằng lo trước dễ sợ luôn. Thì câu chuyện thứ ba Ngọc cũng muốn góp vui cho mọi người nghe một cái câu chuyện cũng khá là vui về cái chuyện vớ mướp luôn ha. Thì có hai cái anh chàng, một anh chàng có vợ có ba đứa con rồi, và một anh chàng mà mới vừa cưới vợ, mới vừa hưởng tuần trăng mật xong. Thì cái anh chàng có vợ á, người dân tộc luôn nha, có đứa con rồi đó, mới hỏi chứ sao rồi, đến tân hôn của mày hưởng tuần trăng mật mày cảm thấy làm sao? Thì cái anh chàng có vợ mới vừa cưới vợ mà anh mới nói, tao thấy vợ tao nó đẹp, mà hai trái mướp của nó đẹp, nó tròn tròn, nó trắng trắng, mà nó xinh xinh làm sao, tao thích lắm, tao thương vợ tao lắm, vợ tao đẹp lắm. Còn cái anh chàng dân tộc thì anh nói vậy nè. Anh mới nói, trời ơi, mày thấy nó trắng trắng, tròn tròn, xinh xinh thì lúc đầu tao cưới vợ tao cũng thấy vậy. Nhưng sau này thì tao không biết là cái, tao lo lắng là sau này nó không được như ban đầu. Tại vì tao thấy mỗi lần vợ tao nó đi đâu, nó bận cái áo nó lên, thì không biết nó bận cái áo gì mà nó hay dễ sợ luôn. Nó gọn hơ và nó dung lên, nó tròn trịa, nó dễ thương, nó trắng trẻo, nhìn thích làm sao. Nhưng khi tao đem về nhà, vợ tao nó về nhà, nó tao sử dụng, thì khi mà tao sử dụng hai trái mướp thì trời đất ơi, nó dài tới bù gói luôn. Đây là cái câu chuyện vui. Thì đây là câu chuyện vui của cái chuyện mà véo bướp đó. Thì Ngọc muốn gửi cho mọi người để có những giây phút thư giãn khi mà xem cái câu chuyện vui này. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã nghe cái clip kể chuyện của Ngọc. Tao nói cười mà tao nói không không nhặt được mồm luôn.
không biết mốt mình có thành giống vậy không, chứ thật ra là chắc tương lai nó cũng giống giống vậy đó. Mình thử rồi mình thấy giống như là người đồng cảnh ngộ hay sao đó. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem clip của Ngọc. Và Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.